Cậu bé này nhìn ngây thơ nhưng lại vô cùng độc ác. Vừa 5 tuổi đã mang em trai đi bán cho bọn buôn người. Một lần bán được 60.000 tệ. Khi bán đứa em đầu tiên cậu còn cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên đến đứa em thứ 2, thứ 3 thì cậu vô cùng thản nhiên và coi đó như một niềm vui. Nhẫn tâm đứng sau dàn xếp các vụ giết người đến cảnh sát cũng không thể tìm ra. Thậm chí đặt phương châm mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta. Duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú. Vậy cậu bé này là ai? Điều gì khiến mọi người phải gánh chịu kết cục thảm thương đến thế? Thì mời các bạn cùng F-Series View vào phim luôn nhé. Cậu bé này tên là Tiểu Quỷ. Cậu mắc chứng bệnh bất lão hóa, cơ thể mãi luôn duy trì ở mức 5 tuổi. Thế nhưng trí óc vẫn phát triển như người bình thường. Lúc đó mọi người cùng làng xóm đều cho rằng cậu là dị nhân. Vì vậy người mẹ đã đưa Tiểu Quỷ lên thành phố tìm bố. Trải qua bao khó khăn hai mẹ con cũng tìm được nhà ông ấy. Lúc này sự thật ngã ngửa. Ông ta đã bỏ vợ con để lấy một người phụ nữ giàu có khác. Chẳng thèm để tâm nỗi khổ đau thương ông bố liền tống hai mẹ con ra ngoài. Hơn thế nữa còn sinh được hai đứa con một trai một gái. Từ đó trong lòng Tiểu Quỷ nổi lên sự căm thù. Cơ mà hai mẹ con không nơi nương tựa chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Ngày ngày phiêu bạt đi nhặt ve chai kiếm sống. Cuộc đời lầm than cộng khổ, đến nỗi bà mẹ không có tiền chữa bệnh mà qua đời. Cậu liền tìm đến người em trai cùng cha khác mẹ và nói rằng, bố mày là bố tao. Thế nhưng thằng con riêng của dì ghẻ không tin còn hành hạ nhét đất vào miệng cậu. Cuối cùng Tiểu Quỷ được một người tốt nhận nuôi. Nhưng cậu bé hiểu rằng ở bên họ càng lâu thì bí mật cơ thể sẽ bị phát hiện. Từ đó liên tục chuyển gia đình nhận nuôi. Tiểu Quỷ đã mang con của bố mẹ nuôi đi bán. Nhưng chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cuối cùng đã bị bắt vào viện nghiên cứu. Tại đó cậu gặp A Mệnh, người mắc bệnh lão hóa sớm, thân thể phát triển rất nhanh, nhưng khả năng trí tuệ chỉ ở mức đứa trẻ. Lợi dụng sức khỏe của cậu ta, Tiểu Quỷ đã trốn viện nghiên cứu. Thời gian thấm thoát 30 năm trôi qua, có một đôi vợ chồng tới viện Phúc Lợi để nhận nuôi đứa trẻ. Nhìn Tiểu Quỷ lại rất giống với đứa con đã chết của họ, mà người chồng này lại là chính em trai cùng cha khác mẹ với Tiểu Quỷ. Bây giờ anh ta đã trở thành một cảnh sát, có chức có quyền lại còn có cả vợ đẹp. Và từ đây Tiểu Quỷ trở thành con trai của đôi vợ chồng lữ bố. Tuy nhiên với Tiểu Quỷ mà nói, mối thù năm xưa chưa trả được thì làm sao có thể xuống suối vàng gặp mẹ. Cậu bắt đầu lên kế hoạch thật hoàn hảo. Đầu tiên là gọi cho đồng nghiệp của lữ bố nói rằng cậu đang bị lạc mất bố tại tòa nhà bán đảo. Chú Thái nghe vậy lập tức đồng ý. Cùng lúc đó lữ bố cũng nhận được một tin nhắn lạ hẹn tới tòa nhà bán đảo, mà không biết chính tin nhắn đó lại là của con trai nuôi. Lúc này chú Thái bị một kẻ tấn công rồi ném từ trên tầng xuống, cho đến khi lữ bố tới nơi cũng bị một tên lạ mặt tấn công, đánh cho hôn mê bất tỉnh. Sau đó hung thủ dùng máy khoan điện khoan thủng lưng nạn nhân. Khi cảnh sát tới thì cũng phát hiện lữ cố đang bị hôn mê. Quả nhiên đội điều tra này sinh nghi ngờ. Tại sao chú Thái bị thương nghiêm trọng như vậy mà lữ cố lại chỉ ngất đi? Khi anh tỉnh dậy mọi người liền yêu cầu anh giải thích. Tuy nhiên lữ cố lúc này đầu óc đã mất hết trí nhớ, không thể nhớ đã trải qua những gì trong ngày hôm qua. Lúc sau bác sĩ kết luận rằng do bị tấn công mạnh vào đầu nên sẽ có thể mất đi trí nhớ tạm thời trong mấy ngày gần đây. Cho đến nửa đêm lữ cố đi tới phòng bệnh của chú Thái. Thấy đồng nghiệp bị thương rất nặng mà chẳng làm gì được hơn, lại còn nhận thêm một tin trên móng tay của chú Thái chỉ có sợi quần áo của anh. Và đặc biệt mọi bằng chứng của đội điều tra thu thập được đều khớp với nhau, những kết quả suy luận đều bất lợi cho lữ cố. Để chứng minh sự trong sạch của mình, lữ cố nhanh chóng quay trở lại công việc để tìm ra kẻ hại mình. Tuy nhiên có hai vụ án gần đây, cách hung thủ ra tay với các nạn nhân rất giống với nhau, nhưng địa điểm hai nạn nhân đã chết lại ở Hồ Pin Châu. Thật trùng hợp nhà anh lại ở gần đó. Càng kỳ lạ hơn, những ngày xảy ra vụ án đều là những ngày lữ cố nghỉ phép ở nhà. Hôm sau anh cùng đồng nghiệp Cao Trung quay lại hiện trường, phát hiện một chiếc khoan điện vẫn còn dính máu. Trở về nhà khi đang suy nghĩ về các tình tiết của vụ án, thì thấy đồ chơi của con trai bị khoan rất nhiều lỗ. Hoang mang hỏi cậu bé ai đã làm điều này, nhưng Tiểu Quỷ trả lời thẳng thừng chính bố, khiến lữ bố mặt mũi ngắn tũn lại. Anh lập tức chạy đến kho chứa dụng cụ, mở chiếc hộp đựng khoan ra thì ối rồi ôi máy khoan đâu mất rồi. Vẫn không tin vào mắt mình, lữ bố cố tìm kiếm chỗ khác. Bất ngờ hơn, trên khung cửa có hai lỗ khoan vẫn còn dính máu, bên cạnh còn có một bàn tay nhuốm máu dính trên cánh cửa. Đặt bàn tay mình lên, ôi chao, sao lại vừa vặn đến vậy, lẽ nào chính anh lại là hung thủ? Anh vội lấy hai cái đinh cho vào rồi quét qua một lớp sơn phủ màu, dấu vân tay trên cửa cũng phải che đi. Thế nhưng ngày hôm sau lữ bố tá hỏa khi phát hiện có thêm dấu vân tay và hai cái lỗ khoan mới. Chắc chắn không thể như vậy được, lữ bố tới nhà xác để điều tra manh mối. Sau khi quan sát kỹ lưỡng các cái lỗ trên người nạn nhân, cả ba vết thương đều giống như một hình vẽ nào đó. Trở về anh vào mạng tìm theo các ký hiệu hình xăm cho đến mật mã, nhưng không có kết quả gì. Ngày hôm sau xảy ra một vụ án mới, lữ bố tới hiện trường nhìn thấy nạn nhân bị hai cái đinh găm vào hai mắt. Chẳng có lẽ hai cái đinh kia lại được hung thủ mang đi đổ tội. Trong quá trình tiếp tục tìm manh mối, bất ngờ một tấm chắn cửa sổ rơi xuống. Cơ mà nơi này lại ngay Hồ Pin Châu gần nhà anh. Trong đầu lữ bố bắt đầu nảy sinh suy nghĩ, chắc chắn hung thủ muốn anh bị bắt thay hắn ta chịu tội. Đồng nghiệp Cao Trung hỏi có phải anh đã nhớ ra cái gì không. Lữ bố trả lời rằng không có gì, nhưng trong lòng Cao Trung đã bắt đầu nghi ngờ. Tối hôm đó hai vợ chồng lữ bố tâm sự mỏng, chuẩn bị ABC bờ cờ thì Tiểu Quỷ nhìn thấy, cậu liền khóc thét lên làm cả hai vợ chồng phải chạy ra xem sao. Kết quả lữ bố phải ngủ một mình để Tiểu Quỷ ngủ với mẹ nuôi.
Giấc mộng đứa con năm nào chết đuối khiến Lữ Bố không thể ngủ nổi, chỉ biết ngồi trên giường suy nghĩ, đột nhiên thấy hình vẽ con thỏ của con trai, xét thì rất giống với hình khoan trên lưng nạn nhân. Ở sở cảnh sát họ cũng suy luận ra kết quả các lỗ khoan trên người nạn nhân, khi nối đường thẳng với nhau cho ra hình con chuột hoặc con thỏ. Ngày hôm sau Cao Trung tới nhà Lữ Bố chơi, mục đích là tìm thêm manh mối. Cùng lúc đó tiểu quỷ mang mấy hình vẽ để lên bàn, chủ ý để cho Cao Trung nhìn thấy bức tranh con thỏ. Anh cảnh sát hỏi tiểu quỷ ai đã vẽ bức tranh này, cậu bé vui vẻ là của bố con vẽ. Điều này khiến Cao Trung đã nghĩ ngay hung thủ các vụ án đều do Lữ Phố gây ra. Trở về chỗ di vật của người bị hại, Cao Trung tìm thấy được một bức ảnh của nạn nhân. Ba người trong ảnh đều đã chết, chỉ còn Lữ Phố và em gái vẫn còn sống. Cao Trung hẹn Lữ Phố tới bờ hồ để nói chuyện riêng, rồi đưa bức ảnh ra để chất vấn. Cho dù cố giải thích nhưng đồng nghiệp không tin và cho rằng đó chỉ là lời nói dối. Lữ Phố bảo hãy cho anh ta một tuần, nhất định sẽ tìm ra được hung thủ, sau đó muốn cướp lại tấm ảnh. Đồng nghiệp rút súng ra ngăn anh lại, thế nhưng Lữ Cố vẫn cố minh oan. Trong lúc rằng co, Cao Trung đã trượt chân ngã lộn xuống bờ biển, lăn lộn bao nhiêu vòng cuối cùng đập đầu vào tảng đá lớn. Thực sự Lữ Cố không muốn hại đồng nghiệp của mình, nhưng anh bạn lấy điện thoại ra gọi về sở cảnh. Lữ Cố chỉ biết gào thét lên, không phải tôi làm. Lúc này đầu óc không còn tỉnh táo nữa, liền bịt chặt miệng đồng nghiệp khiến anh ta chết ngạt. Đây mới là người đầu tiên Lữ Bố tự tay giết. Trong đầu đột nhiên xuất hiện chớp nhoáng khuôn mặt của hung thủ, quay đầu lại phía sau thì lại là sự thật. Anh lập tức đuổi theo hắn ta, tuy nhiên thân thủ tên kia cũng vô cùng nhanh nhẹn, cuộc rượt đuổi tới tận trường học của tiểu quỷ. Ai ngờ lại thấy hắn ta đang định làm gì với con trai mình. May mắn cậu bé không bị làm sao. Trở về nhà, Lữ Bố đóng hết các cánh cửa lại, trên tay cầm con dao sẵn sàng ứng chiến khi kẻ đó tới, rồi cấm vợ và em gái đi ra ngoài, khiến cho mọi người nghĩ rằng anh đang bị tẩu hỏa nhập ma. Lúc Lữ Bố đi xung quanh ngôi nhà thì bất ngờ thấy tấm ảnh của mình chụp hồi còn bé, mà mấy bạn hàng xóm này lại là nạn nhân bị hại gần đây, cơ mà phía sau còn có một cậu bé nữa. Lúc đó cách 20 năm về trước, cậu bé này xuất hiện và tự nhận mình là anh trai Lữ Bố. Chính vì câu nói đó mà bị nhét cắt vào miệng. Nhưng tại sao đứa trẻ này lại giống với con trai anh đang nhận nuôi vậy? Lữ Bố không tin vào mắt mình nữa, liền quay sang hỏi con trai. Lúc này tiểu quỷ nở một nụ cười ngây thơ rồi nói ra sự thật, tao chính là anh trai của mày và cũng chính là cậu bé năm đó. Bởi vì mắc bệnh không lão hóa nên cơ thể vẫn như một đứa trẻ 5 tuổi. Nghe vậy Lữ Phố mặt thối hơn cất ngâm, và lý do tiểu quỷ quay lại đây là do ông bố quá nhẫn tâm với hai mẹ con họ. Để được ấm êm bên mẹ con nhà vợ mới, Lữ Phố không tin một mình tiểu quỷ có thể làm được tất cả mọi chuyện. Thì ra người giúp đỡ cậu bấy lâu nay chính là A Mệnh. Triệu chứng mất trí nhớ tạm thời của Lữ Phố không phải ngẫu nhiên, mà mỗi miếng bánh tiểu quỷ đưa cho đều sẽ tẩm thêm thuốc thần kinh vào trong. Để đổ tội cho Lữ Phố, tiểu quỷ chọn những người bạn thân thiết để ra tay. Tới đây Lữ Phố dường như đã suy sụp, dù có chết hay ngồi tù cũng phải giết bằng được tiểu quỷ. Nghe tiếng hét lớn, vợ và em gái đã chạy đến kịp thời. Lữ Phố cố gắng giải thích chính đứa bé là kẻ ăn mày năm xưa, nhưng bọn họ cho rằng anh thực sự đã quá điên rồ, liền cho một cái bạt tai. Đã vậy đến tối trước khi đi ngủ, tiểu quỷ trực tiếp nói với Lữ Bố rằng tới giờ ta nhớ vợ ngươi rồi. Sau đó vờ như một đứa trẻ vô tội ngủ cùng bà mẹ. Hôm sau Lữ Bố kéo tiểu quỷ ra biển tắm. Giờ đây tình cảm giữa hai người không phải là cha con nữa, mục đích là để khi ra tay không bị ai ngăn cản và lý do là chết đuối. Ai ngờ tiểu quỷ lại biết bơi, lúc leo trở lại phao cậu ta không hề sợ hãi nữa. Lúc này Lữ Bố mới nhận ra mình đã mắc bẫy. Anh chợt nhớ là vợ mình vẫn đang ở nhà, hóa ra là kế dương đông kích tây. Khi về tới nhà thấy nồi thức ăn vẫn đang sôi mà gọi thì không thấy người vợ đâu, chỉ thấy nhúm tóc quen thuộc lộ ra từ lò vi sóng thì đã quá muộn. Hơn nữa vừa hôm qua anh nhận được tin vui vợ đã có thai, mở ra thì đúng thật rồi, không còn nỗi đau nào lớn hơn. Lữ Bố gào khóc thảm thiết trong nỗi tuyệt vọng. Cùng lúc đó bên phía bệnh viện thông báo, ngày mai tới lịch vợ anh đưa tiểu quỷ đi chẩn đoán bệnh. Hóa ra vì nghi ngờ cậu bé mắc bệnh mà cô vợ trở thành nạn nhân, anh điên cuồng tìm tiểu quỷ để trả thù. Ai ngờ vừa ra khỏi nhà thì cánh cửa đóng lại. Cùng lúc đó bất ngờ A Mệnh tấn công từ phía sau, nhưng anh kịp né được. Nhân cơ hội đó tiểu quỷ đã bỏ chạy. Lữ Bố lúc này lý trí hoàn toàn đã mất đi, chỉ biết giết và giết, ánh mắt đỏ như thú dữ. Sau đó cầm cái khoan lập tức dí thẳng vào đầu tên A Mệnh. Trong lúc đang truy tìm tiểu quỷ, từ phía cậu ta dùng đinh ba đóng sẵn đập vào chân một phát bất ngờ. Lữ Bố đau đớn căm giận một cách tột độ. Cho đến khi tìm thấy tiểu quỷ, Lữ Bố ép cậu ta đến đường cùng, đang chuẩn bị dùng khoan để kết liễu tên ác ma thì phía sau cảnh sát và em gái chạy tới. Lúc này tiểu quỷ lại giở trò diễn kịch như một đứa trẻ con, vừa giơ hung khí lên thì đám cảnh sát cũng nổ súng vào anh, kịp thời cứu được tiểu quỷ. Tuy nhiên viên đạn không vào chỗ hiểm nên Lữ Bố vẫn sống. Em gái tới thăm và hỏi tại sao anh không thú nhận tội, nhưng Lữ Bố không nói gì cả, vì anh hiểu rằng mọi chứng cứ đều chứng minh anh là hung thủ, mà nói ra thì em gái sẽ đi điều tra và rồi trở thành mục tiêu tiếp theo của tiểu quỷ. Vậy là Lữ Bố đành phải ngậm ngùi cùng với dòng nước mắt. Cuối bộ phim, cấp trên của Lữ Bố đã phát hiện qua bức ảnh còn một người nữa phía sau. Liệu rằng đây là cái kết mở cho phần tiếp theo, Lữ Bố có thể được giải oan hay không? Nhưng ngồi trong tù anh chỉ biết ngửa mặt lên trời, xăm lên tay chữ hận đời vô đối.
và tiểu quỷ sẽ phải nhận kết cục như thế nào. Tôi tin rằng luật hoa quả không chừa một ai. Phim tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!